Việc Lang FC muốn có Trần Thị Thùy Trang đã nảy sinh trước khi mùa giải Liga BPI năm 2022-23 kết thúc. Đội bóng đang mạo hình như khoác áo sẽ phải đối mặt với nhiều cuộc chia tay trong kế hoạch xây dựng cho mùa giải kế tiếp. Với vị trí thấp và ngân sách khiêm tốn, Lang thường thực hiện các bản hợp đồng ngắn hạn hoặc mượn cầu thủ từ đội khác, dẫn đến khó khăn trong việc giữ chân những cầu thủ tốt. Trước mùa giải năm 2022-23, Huỳnh như là một trong 10 tân binh của Lang FC và dù kết thúc ở vị trí thứ 6 đáng khích lệ, nhưng đội bóng vẫn đối diện với sự xáo trộn nhân sự và cần những sự bổ sung mới. Lang FC đang hướng đến thị trường cầu thủ tiềm năng của Việt Nam và sau khi có Huỳnh như vào năm trước, họ quan tâm đến Trần Thị Thùy Trang và các nữ cầu thủ khác. Việt Nam được đánh giá là thị trường cầu thủ tiềm năng với chi phí thấp và chất lượng chuyên môn được đảm bảo. Huấn luyện viên Daniel Pacheco của Lang FC đã thể hiện sự ấn tượng với Trần Thị Thùy Trang, người đã góp phần quan trọng trong thành công của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng như đội tuyển nữ Việt Nam. Mặc dù đã 34 tuổi, Thùy Trang vẫn chơi bền bỉ và đóng vai trò chính trong đội tuyển. Với năng lực và tinh thần mạnh mẽ, huấn luyện viên Pacheco tin rằng Thùy Trang sẽ là sự bổ sung tốt cho hàng tiền vệ của Lang FC. Cần lưu ý rằng huấn luyện viên Pacheco đã chia tay câu lạc bộ vì không có giấy phép huấn luyện UEFA A, dẫn đến việc Lang FC bị phạt mùa trước. Nhưng điều này không làm thay đổi quan tâm của đội bóng đến Trần Thị Thùy Trang và tiềm năng của cô trong màu áo Lang FC.